Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị Toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 4.480 điểm cầu trên cả nước với 20.000 đại biểu tham dự. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nề nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách tác phong chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác. Nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa ba nhiệm vụ, học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.